Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa phun đơn 40 JBL715. Cấu hình sử dụng bát 40NG535 các bác nhé. Và chép neo bi. Cấu hình này em lên cho các bác là một cấu hình VIP cho các bác về chơi sân vườn, đám cưới, chơi sự kiện. Không gian nhà các bác nào rộng lớn thì các bác có thể chơi cấu hình này. Cấu hình đánh rất mạnh các bác nhé. Khỏe như trâu luôn. Đấy. Ở đây thì em dựng cho các bác là cái form thùng 75, form thùng này em giới thiệu rất nhiều rồi, sân sần chống nước các bác nhá. Riêng thùng bên em là ke góc đầy đủ nha các bác nhá. Đấy, tay sách ở hai bên và lưới nó sẽ như thế này. Thông hơi này và để góc cọc loa phần dưới. Đấy. Kích thước này cao từ khoảng 75 này, sâu từ khoảng 45, ngang từ khoảng tầm 43 tầm đấy các bác nhá. Các bác nào muốn kích thước chuẩn thì có thể nhắn tin em. Còn bây giờ tập trung vào đi, em giới thiệu cho các bác củ bát, củ chép ra sao nhá. Sử dụng xịn luôn các bác ạ. Lên cho các bác lắp củ chép 850 neo bi, con này là DE900m các bác nhé, nhưng ở đây em dán cái tem JB. Con này côn 75 dây dẹt các bác nhá, cối nhôm viền đồng. Và thùng toàn bộ là bên em là thùng ô đỡ chép này, chôn gen nhá, thùng đặc và nét rất dày luôn các bác nhá. Đấy, con này phễu đại 23x35 ok chưa các bác? Nói chung là hàng em giới thiệu video như là các bác nhận như thế uy tín luôn các bác nhá. Lựa chọn cho các bác củ bát củ chép về các bác chơi ngon luôn. Toàn hàng hãng thôi. Đây, củ bát em lên cho các bác, củ bát này rất nặng này. Bát 40NG535 các bác nhá. Con này từ 220 côn 100, các bác phải sử dụng đẩy trên 800W các bác đánh cho em nhá. Con này đánh rất trâu bò, 2 4 6 8 cái lỗ tỏa nhiệt các bác nhá. Đấy. Dòng 335 535 này thì em lắp loa rất là nhiều này. Bán cho các bác rất nhiều rồi. Ủa, khổ nặng quá các bác ơi. Con này mặt trên của nó là gân vải 3 gân các bác nhá. Đấy, màng xếp đi lượn sóng, màng của nó màng chống nước, có nhà hàng chính hãng của NG đây. Đấy, 535 này. Từ 220 côn 100. Đấy. Rất xịn luôn các bác nhá. Ok chưa các bác? Nói chung hàng tốt thì con bát này em giới thiệu nhiều lắm rồi. Nặng quá. Bên trong nó toàn bộ bông mút này, thùng bên em thì ván nếp này, chôn ren hết nhá nên chắc chắn tuyệt đối luôn. Ke góc đầy đủ luôn. Sử dụng phân đèn F15 18 hai bóng đèn chống cháy nhá. Đấy, hai quân đồng to, tiết diện tay to, tải rất tốt. Phân đèn em lắp mấy năm này rất bền mà đánh rất hay. Đây. Ôi dồi ôi, sao nặng như thế này. Rồi như quay trở lại em sẽ test cho các bác một đoạn chất âm nhé. Cứ để như này đi. Nặng quá em không thấy được. Cắm dây test nhé. Chất lượng, cam kết cho các bác chất lượng luôn nha các bác nhá. Quá hay luôn các bác ạ. Vừa rồi em test cho các bác nghe một đoạn ngắn thôi nhá. Các bác nào mà yêu thích cấu hình này, anh em nào làm show sự kiện liên hệ em nhá. Cấu hình này rất tốt cho các bác. Đây, điện trực tiếp cho em nhá, lấy số lượng giá cực rẻ. Cứ điện trực tiếp cho em bao rẻ các bác nhá. Đấy. Video phần 2 em sẽ test karaoke trên đôi này. Nếu bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh nhá, này em lên cấu hình cho các bác thôi. Em xin dừng video nhá. Video này mà hay, các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ và tiếc gì cho em một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Thôi nha, em xin dừng video nha. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nha.